đây, hôm nay mình làm món thịt chiên nướng nha. Các bạn cùng đi rửa thịt với mình nhé.
khác ăn của mình nhé. Đây là hai xiên thịt tôi vừa nướng xong, chỉ chờ khoảng 1-2 phút nữa nó nguội là tôi sẽ chén. Các bác thích tôi ăn xiên này trước hay là xiên này trước? À thôi, tôi sẽ ăn cả hai luôn đi. Comment nào mà nhiều like thì mình sẽ làm món của bác ấy nhá.